Ok mọi người ạ, hôm nay mình rất là bức xúc mà bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi. Mình rất là bức xúc chuyện này anh em ạ. Địt mẹ chó cuốc Spitzerland này, mẹ bực hết cả mình, mẹ nóng hết cả người. Anh em biết nó làm gì không? Mẹ mình đang ngủ ngồi nó bóp đít mình, mẹ địt mẹ.